Sáng ngày 1 tháng 10 năm 2018 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí trụ sở chính nhân dịp 30 năm thành lập Vietinbank và chúc mừng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10. Dự buổi gặp mặt có các ông bà nguyên là lãnh đạo Vietinbank qua các thời kỳ và sự hiện diện đông đủ của các cán bộ hưu trí trụ sở chính. Về phía Vietinbank có ông Lê Đức Thọ, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc cùng các ông bà, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, đại diện Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy, Thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trụ sở chính. Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cụ cán bộ hưu trí trụ sở chính nhân dịp 30 năm thành lập Vietinbank và chúc mừng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10. Ông Lê Đức Thọ cũng thông báo chi tiết tới các cụ hưu trí về tình hình hoạt động kinh doanh phát triển cũng như những thành tựu ấn tượng của Vietinbank đã đạt được trong thời gian qua. Để có được thành công này, Vietinbank ghi nhận và tri ân những công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ hưu trí, những người đã từng tận tâm, tận lực cống hiến góp phần đưa Vietinbank phát triển lớn mạnh không ngừng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Vũ Xuân Sinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn hệ thống để xây dựng và phát triển Vietinbank vươn tới đỉnh cao về quy mô và hiệu quả kinh doanh, tạo lập được giá trị uy tín, thương hiệu vững mạnh ở cả trong nước và quốc tế. Ông Sinh mong muốn Vietinbank sẽ tiếp tục phát triển ở quy mô cao hơn, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, bền vững. Cũng nhân dịp này, ban lãnh đạo Vietinbank và ban liên lạc cán bộ hưu trí trụ sở chính đã tổ chức tặng quà mừng thọ cho 24 cán bộ hưu trí, trong đó có 10 cụ được mừng thọ lần đầu và 14 cụ có các năm chẵn tuổi. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.